Không gia đình, Hector Mallet. Chúng ta chắc phải hạnh phúc lắm khi ngày nhỏ được sống cùng với những người thân yêu. Nhưng đâu phải ai cũng may mắn có được điều ấy, vì ngoài kia có bao đứa trẻ còn tội nghiệp hơn nhiều. Như Remy trong cuốn sách Không gia đình chẳng hạn, cậu bé ấy cũng thật bất hạnh khi có một tuổi thơ không trọn vẹn. Dưới ngòi bút miêu tả tài tình của nhà văn Hector Mallet, Remy hiện lên thật đau khổ khi từ nhỏ đã bị bắt cóc. Từ ấy em sống với mẹ nuôi, cho đến khi cha nuôi trở về, ghét bỏ em và bán Remy cho gánh xiếc rong. Cuộc đời Remy gắn liền với gánh xiếc rong, với những thử thách mà em gặp phải trên đường đời trải rộng khắp nước Pháp tươi đẹp. Remy lớn lên trong đau khổ, lang thang mọi nơi, bị tù đày. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, em vẫn đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, giữ phẩm chất làm người, điều cậu đã học được từ cụ Vitalis trong cuộc đời lang bạc của mình. Nhưng có lẽ không khó khăn nào có thể cản bước khi người ta đã quyết tâm đạt được. Nhiều lần suýt chết trong bão tuyết và sụp hầm, nhưng Remy đã vượt qua và tìm lại được mẹ thân yêu. Thật sự là một câu chuyện cảm động. Những bài học trải dài trong những sự kiện trong đời cậu bé. Trước hết khi đi cùng cụ Vitalis, cậu học được bài học đầu tiên là phải lao động mới có miếng ăn, nhưng cũng đừng vì miếng ăn mà bất chấp thủ đoạn, làm trái với đạo đức. Sau khi ông cụ qua đời, Remy phải sống tự lập. Cậu dần trưởng thành hơn, chú bé Remy bé bỏng dần khôn ngoan hơn, phải suy nghĩ nhiều hơn. Làm thế nào để kiếm sống, nơi nào chào đón những nghệ sĩ đường phố, phải xoay sở ra sao nếu không kiếm đủ tiền. Và trên hết là lòng quả cảm, khao khát tự do làm chủ cuộc sống của mình chứ không dựa dẫm vào ai khác. Quyển sách đề cập đến những vấn đề về lòng tự trọng, đạo đức con người. Nhưng do quy định xã hội, ngày nay nhiều quan niệm không còn phù hợp. Cụ Vitalis xưa là danh ca, nhưng vì mất giọng nên giã từ sự nghiệp, thà rong ruổi với gánh xiếc chó chứ quyết không bôi nhọ danh tiếng ngày xưa. Chú bé Remy thấy rõ bộ mặt thật của gia đình Rickroll, nhưng vẫn cố nhắm mắt làm ngơ, bị tư tưởng đạo làm con. Remy vẫn là đứa trẻ khá may mắn. Cậu may mắn vì những năm tháng đầu đời được má Barberin chăm sóc bằng tình yêu vô hạn. Cậu may mắn vì có cụ Vitalis đỡ đầu những ngày cầm ca để kiếm sống. Cậu may mắn khi cụ đi tù, cậu được một người phụ nữ bảo bọc, tránh cho cậu cái cảnh túng thiếu, không thể tìm kế sinh nhai. Cậu may mắn khi cụ chủ mất, cậu được một gia đình trồng hoa tốt bụng nhận làm con nuôi. Cậu may mắn khi phải quay về cảnh lang thang ngày trước, lại gặp được Mattia, một thần đồng âm nhạc, người mà cậu nghĩ rằng nếu không có Mattia, còn lâu tôi mới kiếm được số tiền như thế này. Những may mắn này gần như phi logic trong đời thực. Ngay cả một người dày dặn kinh nghiệm như cụ Vitalis ngày trước nhiều khi cũng không kiếm được nhiều tiền như Remy bây giờ. Tác phẩm Không gia đình đã nhắc nhở chúng ta những vấn đề cội nguồn mà con người không bao giờ quên: tình yêu gia đình, tính hăng say lao động, sự trung thực. Có lẽ vì những điều nhân văn này mà từ đó tới nay, tác phẩm luôn nằm trong những danh sách những tác phẩm đáng xem nhất mọi thời đại. Tuổi thơ là tuổi có hồn nhiên vui đùa, có những ngọt lành ngây dại cần chở che nâng đỡ. Nhưng dòng chảy khắc nghiệt của cuộc đời đã buộc Remy phải gạt bỏ tất cả những điều đó sang một bên để bước tới sự tôi luyện bỏng rát dành cho một người trưởng thành. Tự chăm sóc lấy bản thân, tự bảo vệ chính mình trước những rình rập nguy hiểm của thế giới, tự kiếm kế sinh nhai, nuôi sống xác thân và bầu bạn với nỗi cô đơn. Chú bé Remy đã ở trong một hoàn cảnh thiếu thốn nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần. Tính mạng của cậu thì chỉ chật đứt phăng khỏi sợi chỉ gắn với cuộc đời. Một đời sống bấp bênh nay đây mai đó không phải dành cho tất cả mọi người. Hầu như ai cũng ưa thích sự an toàn, ổn định, cầu cho mình tìm được một ốc đảo bình yên mà nương tựa. Nhưng Remy chỉ là một cậu bé. Ngoài sự ngây thơ và lòng nhân hậu, thì em chẳng còn gì khác. Kinh nghiệm sống dường như bằng con số 0.
Có lẽ việc tạo ra môi trường khắc nghiệt cực đoan như vậy là cơ hội cho tình người được nảy nở. Những lọc lừa toan tính có thể vẫn ở đó, nhưng không có nghĩa nó có thể lấn át được những yêu thương và niềm tin của con người. Jamie sống sót và băng qua những nẻo đường đời, không chỉ nhờ vào ý chí và nghị lực sống phi thường của chính mình, mà còn nhờ vào những tấm lòng thảo hiền, tinh thần tương thân, tương ái của người khác. Cuốn tiểu thuyết mang đậm tính nhân văn, giáo dục cả trẻ em và người lớn về việc sống với nhau như thế nào mới xứng đáng là một con người. Chưa dừng lại ở đó, cuốn sách còn xây dựng hình ảnh cậu bé Jamie như một tấm gương sáng cho các bạn nhỏ về khả năng sống tự lập. Chính sự không gia đình của Jamie là cơ hội cho cậu được học cách tự đứng lên trên đôi chân của mình và tránh khỏi trường hợp bị gia đình bao bọc, nuông chiều quá mức thành ra yếu ớt, dựa dẫm và hư hỏng. Tất nhiên, đổi lại cho sự trưởng thành đó là cái giá không hề nhỏ. Jamie phải chịu đựng sự cô đơn, buồn tủi hoặc phải đối mặt với khả năng trở thành một người gỗ đá, chai lì, đóng băng cảm xúc. Có thể nói, không gia đình chính là hành trình của đứa bé mồ côi đi tìm tình yêu thương cho bản thân mình. Đồng thời cũng ca ngợi sự lao động bền bỉ, tinh thần tự lập, chịu đựng gian khó, khích lệ tình bạn chân chính và lòng nhân ái. Tình yêu cuộc sống, ý chí vươn lên không ngừng. Nó mang đến một bài học quý giá cho mỗi chúng ta về tình yêu thương giữa con người với con người, về tính tự lập, tự bước đi trên đường đời.